Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Mình lại tiếp tục review cho anh em về game Võ Lâm Thiên Tử Mobile anh em ạ. Thì cái game này nó là phát triển theo hình thức đó là game Võ Lâm Mobile lậu anh em nhé. Thì anh em nhìn qua anh em biết là game này nó giống cái đồ họa của game nào rồi đúng không anh em? Đó là game Võ Lâm Việt anh em ạ. Thì nó phát triển thêm game này là game thứ 3 rồi. Thì anh em thấy là qua cái giao diện đây anh em nhìn thấy thì nó thay đổi một số cái icon đi, nhìn nó khác khác một chút thôi nhưng mà thực chất là nó giống y hệt anh em nhé. Thì khi anh em tạo link thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em đó là một cái quyển sách tinh thủ này. Thì ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em đó là nhận cái phục hồi x2 lên tận cấp độ 50. Ở dưới cấp 60 anh em ạ, thì anh em sẽ nhận được cái x2 dưới cấp 50 thì anh em sẽ nhận được cái phục hồi mana và máu. Và dưới cấp 60 thì anh em sẽ nhận được cái nhân đôi XP. Và lên cấp 30 thì từ 30 đến 70 thì anh em sẽ nhận được cái set kim phong. Đó, thì anh em phải luyện cấp thì nó sẽ hỗ trợ anh em. Thì ở đây mình sẽ review cho anh em chủ đúng cái tiêu đề đó là xem anh em là cái lượng chơi, lượng người chơi của cái game Võ Lâm Thiên Tử để xem nó như thế nào anh em ạ. Thì trong quá trình nó open từ lúc 10 giờ trưa đến giờ thì mình cảm giác là cái game này thì nó không, cái lượng người chơi nó không còn đông đông như phiên bản cũ của nó nữa. Thì căn bản bây giờ là anh em thấy là cái game Võ Lâm Mobile như thế này thì nó xuất hiện khá là nhiều tựa game, đó là game ZX1 Fanvier Mobile và game Võ Lâm Thiên Tử Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile. Tiếp đến là cái Võ Lâm Việt 2 nó vẫn đang vận hành nữa. Lại xuất hiện thêm cái game Võ Lâm Thiên Tử nữa thì tương đương là nó là cái game Võ Lâm Việt 3 anh em ạ. Thì anh em thấy là cái hình thức cày cấp của nó thì cũng khá là lâu. Ở đây mình luyện được có 4-5 tiếng mà mình đã lên được cấp 25, khá là lâu anh em ạ. Thì nó chỉ cho nhận cái x2 chỉ tầm 20 lần thôi. Bây giờ thì anh em thấy là cái bãi trên đây, bãi trên 2x này, cái nút ngựa thì nó vẫn chưa di chuyển, nó vẫn chưa thay đổi anh em ạ. Nút ngựa thì cảm giác là nó vẫn chưa thay đổi cho lắm này. Ở đây thì mình yêu quý nhất là cái phiên bản game Võ Lâm Việt, thì mình yêu thích nhất là cái môn phái Võ Đang anh em ạ. Võ Đang bản này nó đam to lắm, thì tống kim sướng cực anh em ơi. Anh em, thấy là mình đam thử cho anh em xem nhé. Đấy, một phát con quái hệ thủy 300 máu. Trên sướng cực luôn anh em ạ. Anh em thấy là cái bãi trên thì rất là vắng người đi trên anh em ạ. Cảm giác là cái số lượng người chơi ở cái game này không được đông đúc cho lắm. Và vẫn còn một số lỗi xảy ra anh em nhé. Lỗi không khác gì khi anh em bắt đầu trải nghiệm game Võ Lâm Việt. Khi rằng cái lỗi của nó vẫn không khác gì mấy. Nhưng cái phiên bản này mình cảm giác đỡ nóng máy hơn anh em ạ. Cái phiên bản của game Võ Lâm Thiên Tử này mình cảm giác là nó đỡ nóng máy hơn rất là nhiều so với hai cái phiên bản của game Võ Lâm Việt 1 và Võ Lâm Việt 2. Đây anh em ơi, cái bãi trên đây cũng khá đông này, tầm này mình thấy cũng khá là đông đó. Thì trước mình thấy đánh heo thì bãi heo đầy ra. Và bãi nhím đầy ở cái map 1-2x gì đấy. Tầm này chắc người ta mới đi làm về, khả năng là như vậy. Nhưng mà cảm giác là số lượng người chơi nó khá ít. Thì anh em thấy là mỗi một số ông thì người ta sẽ cày khoảng tầm 1-2 ác hoặc là 3-4 ác gì đấy, thì cờ lon nó khá là nhiều ấy. Ồ quên đấy, hết mana. Thì theo mình được biết thì cái game này thì nó chỉ có tính năng bang hội này, tính năng vượt ải và tính năng tống kim và tính năng săn boss sát thủ. Hiện tại chỉ có tính năng ấy thôi, nó không có tính năng nhiệm vụ giã tẩu như ở hai cái phiên bản game của bên ZX1 FanVN và game Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile. Thì về cái độ game hot thì mình đánh giá chỉ có hai cái tựa game đang hot nhất
và đang có đà đi lên rất là nhiều, đó là game dĩ 1FunVN Mobile và game Võ Lâm Thi Tuyệt Mobile. Thì hai cái lượng game đấy thì mình cảm giác là đang có cái xu hướng phát triển hay hơn rất là nhiều so với cái game Võ Lâm Thi Tử này. Thì anh em thấy là nó đang phát triển nhiều cái tính năng. Game nào nhiều tính năng thì anh em thấy là nó giúp người chơi đỡ nhàm chán hơn. Đây mình sẽ cho anh em xem cái kỳ chân cát nhé. Cái kỳ chân cát XP của bên đây thì anh em thấy nó khá là trâu nhá. XP bên Võ Lâm Việt này, à Võ Lâm Thiên Tử này thì anh em luyện thì nó khá là lâu. Áp lực lên cấp 80 thì phải mất khoảng tầm gần tháng anh em ạ mới lên được. Đây, cái kỳ chân cát thì nó sẽ bán cái giá thiên thảo lộ là 1 giờ là 8 xu, tức là 8.000. Tức đến là cái thiên thảo lộ đại 2 giờ thì là nó sẽ là 15.000. Và thiên thảo lộ đặc biệt thì nó với giá là 50.000 anh em ạ. 50.000 một viên thiên thảo lộ đặc biệt 8 giờ. Một viên thủy tinh thì 30.000. Một viên tinh hồng bảo thạch là 15.000. Khả năng là anh em ạ, bí kíp nó sẽ bán với giá là 1.200 xu mất. Không khác gì cái kỳ chân cát ở cái phiên bản của game Võ Lâm Việt 2 anh em ạ. Không khác gì luôn. Khả năng là nó sẽ bán bí kíp là với giá là 1.200 xu rồi anh em. Thôi chắc là tôi, nếu mà nó mới bán với giá đấy thì tôi chắc là tôi cũng không luyện đâu. Tôi chuyển về game Võ Lâm Thiên Tuyệt và game dĩ 1FunVN tôi chơi thôi. Cái lúc ngựa thì nó vẫn chưa di chuyển anh em ạ. Thì cái phiên bản này mình cảm giác là nó sẽ mượt hơn và nó đỡ lóng máy hơn. Nhưng mà đặc biệt cái nút di chuyển anh em thấy nó hơi bé này. Nó hơi bé nên là mình rất là khó thao tác. Và cái nút ngựa chẳng may mình ấn và gì di chuyển bên đây, mình ấn nút và ngồi thuyền cái thì là nó sẽ tự ngồi thuyền, nó tự xuống ngựa. Nên là rất khó nếu mà nó để sang lúc ngựa sang đây thì đẹp. Và cày cấp thì anh em thấy là mình cày có gần 5 tiếng mà nó lên được cấp 26 này. Cày lâu lắm anh em ơi. Đó là mình đã review về cái phiên bản open của cái game Võ Lâm Thiên Tử anh em ạ. Nó mới open được 10 giờ ngày 6 tháng 1 thôi, được mấy tiếng. Ok, anh em nào thích chơi thì mình sẽ để cái link bên dưới để cho anh em vào chơi. Còn mình chơi được, mình sẽ chỉ chơi một ác này thôi anh em ạ, chơi cho vui thôi, để trải nghiệm xem như thế nào. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây anh em nhé. Anh em yêu quý mình nhớ nút like video và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Bye anh em nhé.